chào anh chị nha. Em là An nè anh chị ơi. Em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Hôm nay em sẽ gửi tới anh chị là ba nền biệt thự luôn anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Có diện tích là từ 580m² đến hơn 600m, 642m anh chị. Thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Rất là đẹp anh chị ơi. Chiều ngang 12m, chiều dài là 47m anh chị. Đó, nằm cách vị trí của em đứng nè là chỉ có một cây số à. Đây là cầu Vẹt Sậy anh chị. Cầu Vẹt Sậy qua bên kia là dòng Trơm nha. Đó, là đi khoảng 500m nữa là tới chợ Mỹ Lồng. Đó, gần chợ thì tiện ích thì rất là nhiều anh chị. Đi thẳng xuống dưới thị trấn dòng Trơm, Ba Tri rồi anh chị. Dạ. Còn con đường này là đường tỉnh DT885. Dạ. Hướng này là mình vào trung tâm của thành phố anh chị. Phía trước mình là có chợ giữa. Xung quanh đây thì trường học cũng nhiều lắm. Nên con em mình có thể đi học và anh chị mình có thể đi chợ. Đó, mình hưởng thụ các tiện ích á. Mình vào sâu trung tâm một chút là khoảng tầm 3 cây số là mình vào được trung tâm nha anh chị. À, phía bên đó người ta đang làm bờ kè đó. Bên kia sông á là xã Nhân Thạnh nha anh chị. Dạ rồi. Bây giờ mời anh chị mình đi theo em để mình xem chi tiết ba miếng đất rất là lớn ngày hôm nay nha anh chị. Dạ, ngay đầu đường nè. Mình có ấp Phú Hào, cổng chào nè anh chị, tổ nhân dân tự quản số 9, xã Phú Hưng. À, đường này xe 2,5 tấn mình vô được nè. 2,5 tấn nha anh chị. Đất thì cách vị trí này à, là chỉ có một cây số à. Dạ rồi mình đi thôi anh chị ơi. À tối mình có đèn đường luôn nè anh chị. Nhà cửa khang trang anh chị ha, nhà đẹp không à. À tổng diện tích miếng đất này á là 1.800, hơn 1.800 anh chị. Ba góc mặt tiền luôn. À tuyệt vời anh chị ha. Anh chị mình muốn mua hết thì sẽ có giá tốt luôn nha anh chị. Giá tốt cho anh chị mình để mình đầu tư luôn á. Dạ còn mua lẻ vẫn được. Hiện tại sổ là cắt ra là sổ mới luôn rồi. À, có sổ sẵn hết nha anh chị. Quy hoạch khu này là đất ở và đất trồng cây lâu năm. Đường này thì tối mình có đèn đường nè. Đó, đường này đường thông luôn á. Khi nào tới đất á, em giới thiệu xung quanh đất rồi xong em mới báo giá cho anh chị mình nha. Dạ. Giá rất là tốt luôn anh chị ơi. Mình có thể làm một biệt thự sân vườn nè. Đó, hoặc là mình xây nhà trọ cũng được nữa anh chị. Chỗ này có mua bán rau củ nè. Đất là thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. À, quy hoạch đất ở cộng đất trồng cây lâu năm. Hiện tại mình có 3 sổ. Tất cả thì đều sổ sẵn hết, giấy tờ hợp lệ. Mua bán mình giao dịch trực tiếp chủ luôn nha anh chị. Ồ, nhà đẹp quá anh chị ơi. Đây từ ngoài tới đây anh chị, ở ngoài vô khoảng một cây số anh chị, mé tay trái là đường vô đất mình nè. Đi vô 20m là tới đất rồi anh chị ơi. Đường này thì xe 4 chỗ 7 chỗ mình thể vô được ha, vô thoải mái luôn á. Rồi tới đất mình nè, rất là đẹp luôn anh chị ơi, nở hậu nữa.
Đó. À, cho anh chị mình xem nha. Đây đất đang trồng dừa nè. À, cao ráo ha. Cao hơn xung quanh hàng xóm rất là nhiều luôn. Đây mình đi khoảng 20 mét là mình ra ngoài con đường đan xe 2,5 tấn anh chị. Dạ rồi. Con đường này nè. Một con đường ha. Đường này là đường vô nhà dân. Đó. Qua bên kia cũng có một con đường luôn. Ngang 37. Tổng diện tích miếng đất nè, ngang 37 và 26. À, xin lỗi chị. Về 46. À. Dạ rồi, đây là nền bự ha anh chị. 642 m vuông, ngang là 12 m. Dài là 47 m. Mình nở hậu ra, phía sau nở hậu ra. Từ ngay chỗ con đường đan hồi nãy á, ngang qua đây nè. À, có trụ nè ha anh chị. Là 642 m. Đất nè anh chị xem nè. Cao ráo, sạch sẽ anh chị. Trên đất thì đang trồng dừa, xung quanh không có mộ luôn, trên đất cũng không có mộ luôn, cao ráo sạch sẽ. Đây nền thứ hai, 580 mét vuông. Có trụ ranh hết rồi anh chị ơi. À, tới đây con đường này á là mình đi khoảng 500 mét à. Hiện tại là mình đi, nếu mà đi á, là đi đường xe qua lâm nha anh chị. 500 mét là ra được ngay chỗ cầu, cái cầu Phú Hào anh chị. Qua cầu Phú Hào có cái đầu đường có cái lò gạch. Đó, mình đi vào đây 500 mét. Đường thông luôn anh chị. Rất là đẹp ha. Cho anh chị xem nè. À, xem dừa nè. Dạ rồi. Đất của mình hướng nam nha anh chị. Ba nền đều hướng nam. Quay ra đây hết, cũng chính nam luôn á. À, giá để anh chị mình sở hữu á là chỉ có 1.700.000 trên 1 mét vuông à. 1.700.000. À, giá rất là hợp lý nha anh chị. Thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Bây giờ em chạy ra phía sau cho anh chị mình xem. Một triệu 700.000 à. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Phía sau đây mình có con kinh thoát nước nữa nè. Nên anh chị mình sinh hoạt á. Mình xả nước thải mấy đây nè anh chị. Đó. Trụ nè ha. Trụ ranh nè. Đó. Đây là kinh mình thước nước nè. Đây là giờ đang nước rộng anh chị. Nước lưu thông. Mình vào trung tâm á là chỉ có vài cây số à. Đó. Đây cây trụ nè. Đó. Anh chị thấy ha. Chạy dài lên trên. Ngang là 12. Bên kia cũng có trụ nữa nè. Để em đi cho anh chị mình xem. Đây. Đó, anh chị thấy ha. Dạ. Đường điện thì mình có sẵn. Đó, nước thì mình xài nước máy. Rất là tuyệt vời anh chị ơi. Chỉ có 1.700.000 trên 1 mét vuông à. Đó, hiện tại là sổ lớn. Nếu anh chị mua. À, xin lỗi anh chị. Tổng của miếng đất này á là 1.800 mét vuông. Dạ. Hiện tại là tách ra 3 sổ rồi. Anh chị mua lẻ vẫn được, mua hết cũng được luôn. Dạ. Rất là dễ ha anh chị. À, cho anh chị xem nè. Trên đất thì trồng dừa, sạch sẽ, cao ráo nha anh chị. Ba sổ thì có sổ sẵn hết rồi, quy hoạch đất ở cộng đất trồng cây lâu năm. Dạ rồi anh chị mình thấy thích mình cứ liên hệ với em nha, để em gửi sổ cho anh chị mình xem nè, gửi trích lục quy hoạch cũng như là để em được tư vấn anh chị mình rõ hơn nha. Anh chị mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha anh chị. Em cũng xin dừng video tại đây.
Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Mua bán thuận lợi, đầu tư thì xin lời anh chị. Dạ, an toàn. Dạ rồi, bye bye anh chị nha.